Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi mua cái máy rửa xe, còn được bên đây gọi là máy Russell Water. Chúng ta vào cái tiệm này nè, Hyperdrive Tool. Ok các bạn, mình lấy cái xe rồi nè. Thì bây giờ mình mới, hồi nãy mình mới hỏi cái ông bán đồ á, thì ông chỉ ở dưới đây nè. Excuse me, thank you. Và đây là cái máy giá là 174 đô la, mà bây giờ hồi sale 74 đô thì còn 99 đô la. Thì đây là cái máy đây cho mình coi nè. Và đây, đây là mấy cái máy trong con nó còn trong thùng đàng hoàng nha. $86, 99 xu là coi như là 87, là 100 đồng mình được cái giảm giá 20%, là mình được giảm giá thêm 20 đồng nữa. Thì bây giờ cái giá của nó đây, 86 đồng. Nhưng mà mình nhận ra rằng là nhà mình không có cái ống nước, không có cái đồ chụp này để vô, để nó vô với cái này. Thì mình, thì ngày hôm nay mình lại chỗ cũ, mình mua cái này thì là 26 đồng 39, thuế vô là mình được giảm đó, mình được giảm 6 đồng 60, nhưng mà cái giá gốc của nó là 33 đồng. Thì bây giờ các bạn cùng mình rửa xe. Nó có một cụm dây ở ngay đây là đường nước đi ra dẫn cho tới cái súng, và đây là cái, và đây là cái đồ xịt nước và cái đồ xà bông, cái đồ để xà bông. Và đây là cái ống, cái màu vàng vàng đó là cái ống mà dẫn đi nước đi vô á, đường nước đi vô á. Have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel
Và đây chiếc xe mình đã rửa xong rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi một vòng cho các bạn coi nha. Ok các bạn, xe mình đã rửa xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đánh cái lốp quét lên cho xe mình. Thì mình chỉ quét miếng trước đã. Rồi ok, mình xoay vòng tròn coi xe. Giờ các bạn nhớ nha, tuyệt đối là không để nước còn nha. Mình sẽ xoay vòng tròn như nè. Ok các bạn, mình đã quét xong nguyên chiếc xe rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi nhanh cho các bạn coi. Thì sau khi mình đưa cái lốp quét này lên xe mình á, thì mình sẽ đợi cho tới 10 cho tới 15 phút để cho lốp quét nó thấm vô cái lớp sơn của xe. Và vào trong lúc để khô á, thì các bạn phải cần chuẩn bị một cái khăn. Đây thì mình có một cái khăn này đây. Cái khăn này bên Mỹ á, người ta gọi tiếng Anh là microfiber, mình không biết tiếng Việt thì cho mình xin lỗi cái này. Thì bắt buộc phải dùng cái khăn này, tại nó rất là mềm, nó không có trầy sơn mình. Và không được, đặc biệt nha, đừng để bụi dính lên cái khăn. Đó là những gì thì mình nói với các bạn. Đây mình đã chùi xong cái lớp quét rồi nè. Đây các bạn không, nó bóng loáng luôn. Đây mình đi cho bạn coi một vòng luôn. Xin lỗi các bạn nha, hơi rung tại mới làm xong còn mệt quá. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Thì các bạn thấy thích thì like và subscribe và chia sẻ cho mình. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Peace.